Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao ký chưa giáo mực nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ Hà Nội đã trở mặt với Washington Vào ngày 10 tháng 9, Việt Nam-Hoa Kỳ đã chính thức ký kết thỏa thuận nâng cấp mối quan hệ ngoại giao vượt cấp trở thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Một mối quan hệ chiến lược mang tầm thế kỷ Vậy mà chỉ sau đó ít ngày, khi chữ ký còn chưa giáo mực một số quan chức Việt Nam đã đưa ra những tuyên bố được đánh giá là cố ý nhằm hạ thấp vai trò và vị thế của Hoa Kỳ. Cụ thể vào ngày 14 tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết ban đầu Tổng thống Biden mời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ. Tuy nhiên do điều kiện chưa cho phép, Tổng bí thư Trọng chưa thực hiện được chuyến thăm đó và đã gửi thư mời Tổng thống Biden thăm Việt Nam. Trong lúc trên thực tế vào tháng 7 năm 2023, ông Biden đã nói với cử tri Mỹ rằng người đứng đầu Việt Nam gọi điện thoại trực tiếp tha thiết mời Tổng thống Mỹ sang Hà Nội để ký kết nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước. Không phải là Tổng thống Mỹ mời ông Trọng, rồi ông Trọng viết thư mời lại. Còn Thủ tướng Chính thì vào ngày 7 tháng 9, cùng một giọng nói rằng Hoa Kỳ phải thừa nhận thể chế chính trị của Việt Nam. Trong khi, theo nguyên tắc của ngoại giao thông thường, cần dựa trên cơ sở bình đẳng, chứ làm gì có chữ phải hay bắt buộc Như ông Phạm Minh Chính đã nói Tổng Bí Thư Trọng và ông Tổng thống Mỹ Biden trong chuyến thăm Việt Nam của ông vào tháng 9 năm 2023 Việt Nam phải gấp rút ký kết nâng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ là điều bắt buộc để cứu chế độ vì chỗ dựa cấu hữu của họ là Trung Quốc và Nga đã quá lung lay trong quá khứ, trụ cột và chỗ dựa Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây luôn là Liên Xô và Trung Quốc. Sau này là Nga và Trung Quốc. Đó là các cường quốc có cùng ý thức hệ Cộng sản. Tuy bối cảnh lịch sử ở các thời điểm khác nhau, song ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội luôn ngả nghiêng từ Nga sang Trung Quốc hay ngược lại. Kể cả cá nhân, các lãnh đạo Cộng sản về lập trường cũng trao đảo. Lúc thân Nga, lúc thân Trung Quốc, mà Lê Duẩn với vụ án xét lại chống đảng là một ví dụ điển hình. Với sức ép nặng nề từ Bắc Kinh, kể từ năm 1978, Việt Nam đã quyết định dựa hẳn vào Liên Xô khi ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác Liên Xô Việt Nam, với hy vọng dựa vào Liên Xô để chống lại Trung Quốc và cuối cùng cũng đã thất bại. Hội nghị Thành Đô vào tháng 9 năm 1990 tại Trung Quốc việc Việt Nam thúc thủ và buộc phải đầu hàng Bắc Kinh thông qua hội nghị Thành Đô vào năm 1990 đã bắt đầu vào thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai. Kể từ đó, Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc trên mọi phương diện từ chính trị, kinh tế đến cả văn hóa. Việt Nam đã trở thành một bản sao không thể khác theo yêu cầu của Trung Quốc. Song với bản chất lá mặt lá trái, Hà Nội dù bị Bắc Kinh cương tỏa thì họ vẫn tìm cách duy trì mối quan hệ với Moscow hy vọng Nga trở thành đối trọng với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, nơi đang bị Trung Quốc đe dọa nghiêm trọng. Kể từ tháng 2 năm 2022, khi cuộc chiến Nga-Ukraine diễn ra, khi đó Hà Nội vẫn chủ trương coi Moscow và Bắc Kinh là những đồng minh chiến lược. Những lá phiếu của Việt Nam đối với các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về vấn đề Ukraine được dập khuôn y chang như lá phiếu của Trung Quốc bởi lý do như vậy. Nhưng đến nay, Nga đã thất thế trong cuộc chiến Ukraine, đánh mãi không thắng, trong khi bị thế giới đồng loạt tẩy chay và cô lập. Trong khi đó, tình hình chính trị trên chính trường Trung Nam Hải rất xấu, cộng với nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với một cuộc suy thái lớn. Cùng lúc, Trung Quốc bị Hoa Kỳ và các đồng minh xếp vào loại đối thủ nguy hiểm với mục tiêu kiềm chế sự phát triển kinh tế của trung quốc ông tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch trung quốc tập cận bình đó cũng là lý do với chính sách đối ngoại của việt nam với nga và trung quốc bắt buộc phải thay đổi dù cho hà nội là một bản sao ở bắc kinh nhưng khi trung quốc đối diện với nguy cơ đổ vỡ thì lãnh đạo việt nam không muốn chết lầy hơn nữa nguy cơ và vị thế của nước nga đang tuột dốc về zero tức là con số 0 do các biện pháp cấm vận và trừng phạt của Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây rất dữ dội. Song Đảng lại không muốn bị mất mặt với quốc tế cũng như dân chúng Việt Nam, đặc biệt là với lực lượng cán bộ cách mạng lão thành và cựu chiến binh có ảnh hưởng khá lớn. Đó là lý do khiến ban lãnh đạo Việt Nam cử các nhân vật tên tuổi đưa ra các phát biểu cố ý nhằm mục đích hạ thấp vai trò và vị thế của nước Mỹ như thế. Điều đó cho thấy giới chức lãnh đạo Việt Nam bất chấp tất cả, miễn là có lợi cho đảng để duy trì sự cầm quyền của họ. Còn ý thức hệ chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam giờ đây chỉ có giá trị trên khẩu hiệu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Vì sao ký chưa ráo mực nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ? Hà Nội đã trở mặt với Washington. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Thủ tướng Phạm Minh Chính ngạo nghễ, còn Mỹ thì lại phải thừa nhận thể chế chính trị của Việt Nam. Đài Á Châu Tự Do EFA vào ngày 18 tháng 9 cho biết nhắc lại chuyến đi của Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng đến thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ trong chuyến thăm chính thức vào năm 2015 và gặp Tổng thống Obama. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng Mỹ phải thừa nhận chế độ, thể chế chính trị của chúng ta. Phát biểu của ông Phạm Minh Chính được đưa ra khi gặp gỡ cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở thành phố San Francisco tiểu bang California vào tối ngày 17 tháng 9 nhận chuyến công tác để tham dự tuần lễ cấp cao khóa 78 đại hội đồng liên hợp quốc ở Hoa Kỳ. Thủ tướng Phạm Minh Chính trong buổi gặp cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở thành phố San Francisco, California tối ngày 17 tháng 9. Ông Phạm Minh Chính nói rằng trong tuyên bố chung của hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ cũng nói rất rõ là Hoa Kỳ tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam. Chính vì sự tôn trọng này nên Tổng thống Biden đã đến Hà Nội theo lời mời của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cũng chính Tổng Bí thư Trọng là người chủ trì trong lễ đón chính thức và hội đàm ngay tại trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính không đề cập tới lý do vì sao ban lãnh đạo Hà Nội là bên chủ động và thậm chí phải nài nỉ để Hoa Kỳ nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Như tuyên bố của Tổng thống Mỹ Biden với cử tri Mỹ vào tháng 7 năm 2023, trước chuyến thăm Việt Nam, ông Tổng thống Mỹ đã khẳng định lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam, tức là ông Nguyễn Phú Trọng, vừa điện đàm và bày tỏ mong muốn mời ông ghé Hà Nội trong chuyến công du châu Á 5 ngày vào trung tuần tháng 9 năm 2023 tin từ bộ ngoại giao mỹ cũng cho biết ở thời điểm đó theo dự kiến mỹ chỉ nâng cấp quan hệ ngoại giao việt nam và mỹ lên một cấp là đối tác chiến lược mà thôi nhưng ông nguyễn phú trọng mong muốn và đề nghị nâng vượt cấp lên đối tác chiến lược toàn diện hình ảnh bản tin của ltfa về sự kiện ông phạm minh chính gặp gỡ cộng đồng gốc việt ở thành phố san francisco về lý do khiến hà nội hết sức mong muốn và nài nỉ washington học giả nhà nghiên cứu Biển Đông, ông Trương Yên Tuấn từ Paris thì cho rằng Sau 3 năm phong tỏa do Covid, nền kinh tế của Trung Quốc đang trên đà sụp đổ và quyền lực của ông Tập, tức là Tập Cạnh Bình, bị thách thức. Bởi vì Việt Nam lại dập khuôn mô hình phát triển của Trung Quốc, ta có thể nói Việt Nam và Trung Quốc đắp trùng chăn, ngủ chung giường. Việt Nam ngủ trong chăn mới biết chăn có giận. Việt Nam áp dụng tư tưởng Tập Kinh Bình ít ra là từ năm 2013 cho đến nay. Cốt lõi của tư tưởng Tập là sửa chữa những sai lầm, đồng thời hoàn chỉnh lại chủ nghĩa Mark Lenin. Tập đã lấy kinh nghiệm từ thời sụp đổ của Liên Xô và hệ thống chủ nghĩa xã hội tại châu Âu để đề ra một phương cách quản lý nhà nước. Áp dụng tư tưởng này, Trung Quốc phát triển từ 6 đến 8% mỗi năm và sáng kiến vành đai và con đường của Tập Kinh Bình cũng đã chinh phục được khoảng 80% quốc gia trên thế giới. Dự án Made in China, sản phẩm Trung Quốc với chất lượng cao cũng đã thành công ở một trường mực nào đó. Vấn đề là Việt Nam đã nhận thấy nguy cơ với mô hình phát triển kiểu Trung Quốc có thể sẽ phá sản và sớm sụp đổ. Ta thấy kinh tế Việt Nam hiện nay đang có nhiều bệnh tật giống y như bên Trung Quốc vậy. Trung Quốc sụp thì không có gì ngăn cản rồi, Việt Nam lại cũng sụp theo. Vì vậy, Việt Nam phải quay xe, ra dấu muốn làm thân với Mỹ. Còn về lý do vì sao tăng hai cấp quan hệ? Theo học giả Trương Nhân Tuấn, tăng một lần hai cấp ngoại lệ của mọi ngoại lệ. Nhưng Việt Nam, như thực ra là ông Trọng, đã đi một nước cờ rất siêu. Việt Nam ngả qua Mỹ có thể giúp Trung Quốc giải quyết nạn khan hiếu sản phẩm bán dẫn do Mỹ cấm đồng thời cũng sẽ giúp hàng hóa Trung Quốc quá cảnh Việt Nam, đóng dấu Made in Việt Nam trước khi qua Mỹ. Hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng thống Mỹ Biden tại một sự kiện trọng thể trong chuyến thăm Việt Nam vào hồi tháng 9 năm 2023. Cũng xin nhắc lại, tại hội nghị G7 mở rộng ở Nhật Bản diễn ra vào hồi tháng 5 năm 2023 trước đây, Việt Nam được nước chủ nhà Nhật Bản mời tham gia trong tư cách là thành viên mở rộng. Tại đây, ông Phạm Minh Chính khẳng định, lãnh đạo Việt Nam đi đâu cũng không lép vế nữa. Ông nói, "Ta đi đâu họ cũng phải đến mà trao đổi, họ nói chuyện, họ chào. Ông tổng thư ký Liên hợp quốc gặp tôi là 'Chào Việt Nam, thế giới thì đang khủng hoảng nhưng Việt Nam thì rất ổn định, Việt Nam là một hình mẫu cho sự phát triển và ổn định'." Theo giới quan sát, một nửa cái bánh mì vẫn là cái bánh mì, xong một nửa sự thật không phải là sự thật. Câu chuyện kể trên về thực chất chỉ là chuyện của những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ngạo nghễ để muốn lấy lè với Bắc Kinh mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Vì sao Phạm Minh Chính ngạo nghễ Mỹ thì lại phải thừa nhận thể chế chính trị của Việt Nam Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đề